độ đỏ mà ra sau lại đỏ nhất đấy là quê đi tảo mộ. Đi xe của thằng. Đấy. Hoành tráng không? Chỗ này bất kỳ. Thế là chạy té về luôn à? Nó về luôn à?
chị mình luôn. Lộc càng có nhiều càng tốt. Đấy tùy Linh lấy cái lộc to hoặc cái lộc nhỏ được. Mai. Mai à? Mai sao? Thả nhá.
người nó vẽ cung tên rồi nó hướng cái mũi tên ra ngoài. Từ trước là vẫn làm. Dạ vâng. Ngõ này phải làm mấy cái cung này phía đằng này bốn bắn ngoài đúng không? Cái hướng lên bắn ra ngoài. Dạ vâng. Tứ phía đông tây bắc. Trấn thủ. Dạ vâng. Thủ quỷ ma ra. Dạ. Ôi rồi cảm ơn. Đấy, cứ đổ mưa cứ nằm. Nhà ông Bột mà.